biết rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng người thầm mong mơ say tình nhưng ngắm xa hoa rồi người phố tôi ra đi không nói một lời để lại con thơ quanh đi nghĩa tình các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Và trước mắt quý vị đây là đôi loa Victor Voss PS303. Thì đôi loa này nó khá lạ nha, vì cái model này nó rất ít gặp. Thì em tháo lưới một bên cho quý vị quan sát. Loa sở hữu một bass 20 và một chép. Chép này thì nó có họng tán âm. Bass 20 viền gân mút. Cái nội thất loa này cũng khá gấu nha quý vị. Mặc dù bass 20 nhưng mà quý vị nãy giờ nghe cái chất âm nó đánh nghe như là giống như 25-30, đánh tiếng bass rất là lực. Cái dòng Victor này trước giờ cái, mà đặc biệt cái dòng Voss, cái dòng mà nó mang cái chữ Voss trên lưới này mà chữ đỏ này nè, đôi nào như đôi nấy đánh bass nó rất là chắc, rất là lực. Hát karaoke tiếng nó rất là hay nha. Thì nãy giờ em đã test cho quý vị đó, đôi này còn đẹp xuất sắc luôn quý vị. Quý vị xem nè, em quay góc này quý vị thấy rõ luôn nè, nó đẹp nè, thành quét góc cạnh đẹp xuất sắc hết luôn. Để em quay cho quý vị xem ha. Công suất 250W made in Japan nha quý vị. Đôi loa này có thể đứng, để đứng hay để nằm tùy ý. Tổng công suất 500W đôi loa này ha. Bên đây ha, nói chung đôi này đẹp xuất sắc rồi. Không phải chê nữa nha. Loa mới chỉ vệ sinh nhẹ thôi chứ chưa có làm gì hết. Cực kỳ đẹp quý vị, loa nguyên zin nguyên bản hết nha. Tiếng bass của nó đánh như là những cái loa 30 quý vị. Thật sự những cái loa đôi loa mà nghe nhạc 30 mà chúng ta dùng hát karaoke đánh thật sự ra nếu mà so để gần là quý vị nghe cũng không biết được đâu. Nghe là không biết đôi này là 20 luôn á. Giá đồ này chỉ 3,2 triệu thôi nha quý vị. Thật sự cái chất của đồ này nó hay hơn những cái chất của Pioneer như là V21, V11. Thì anh em nào thích cái hàng thương hiệu Pioneer thì chúng ta có thể mua Pioneer. Nhưng mà nếu mà so về chất âm thật sự thì những đồ này có phần nhỉnh hơn nha quý vị. Phải công bằng mà nói. Về công suất thì Pioneer kia 160W, còn con này là 250W. Thì quý vị thấy đã có sự chênh lệch rồi. Mà
giá cả nữa quý vị. Thật sự để mua được hiện tại V11, V21 bây giờ chúng ta cũng phải bỏ trên 3 triệu. Thậm chí nó còn đắt hơn đôi Victor Vote này ha, 303 này. Nhưng mà thật sự để đem về được cái chất nó không được như cái đôi này. Bác đánh nghe rất là đã luôn nghe không quý vị. Đi 1, 2, 3, 4, alo. Đi. Đi 1, 2, 3, 4, alo. Tiếng thì loa Nhật mình khỏi nó chê thôi. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kể chuyện ngày xưa sao nói hết nên lời. Anh đã vươn xa mỗi người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa nói đến đời, ước tiếc cho nhau hai tâm hồn lỡ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Thật sự vừa mới bị cảm mới có thật đỡ chút xíu, quý vị cố gắng test một chút xíu cho quý vị nghe cái chất âm của đồ loa. Thì em đang ghép nó với con đẩy Yamaha BS1000. Thì em đã có giới thiệu về cái đẩy này, chi tiết của đẩy này rồi. Đẩy này thì còn mới cứng luôn quý vị, chưa tháo ốc luôn. Đẩy này có thể đẩy được những đôi 30 con, đôi 30 con 75, đẩy rất là ngọt, đánh rất là căng, rất là hay. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.